Rồi chị Lưu, lại À, gặp chào chị nữa em. rồi. Hôm nay chị đi đâu vậy? À, hôm nay chị đi Paris để ăn trưa với bạn. Chị nói về bộ outfit của mình hôm nay đi. À, hôm nay thì chị đeo một cái mắt kính hiệu Gucci. Trang sức thì đeo bông tai Pandora, dây Pandora nha. Cái váy này là váy jean made in Italy của Ý, nhưng mà chị không có nhớ hiệu gì ha. Túi xách Louis Vuitton. Giày này của MLB Hàn Quốc. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn em, chúc em một ngày tốt lành, đi Chúc chơi chị vui vẻ. đi chơi vui vẻ. Ừ.